Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với loạt bài hướng dẫn lập trình Android. Thì ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách truyền dữ liệu từ một activity đến một activity khác thông qua intent. Hôm nay tiếp nối cái bài đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn truyền dữ liệu nhưng mà thông qua một cái thành phần khác, đó chính là bundle. Cũng như cái bài trước thì chúng ta cũng gửi một cái dữ liệu mà chúng ta tự khởi tạo luôn thông qua một cái activity này ha. Từ đây chúng ta bấm tạo gửi một thì cái bên này nó project sẽ hiển mới. thị như vậy. Gửi dữ liệu được bằng bundle thì các bạn làm theo mình nhé. Các bạn sẽ cũng như bài trước thì các bạn thiết kế giao diện trước ha. Đẩy một cái nút vào đây, cái button. Kéo button thả vào. Chúng ta cũng tạo một cái activity khác ha. New activity. Trực tiếp ở đây cũng được ha. Chúng ta cũng thiết kế một cái text như lúc nãy. Để đây, các bạn kéo vào đây cho mình một cái text plain text hoặc là text view. Các bạn cho cái size nó lớn lên một chút xíu. Tầm 18. Rồi ở đây mình có thể là mình sẽ xóa nó cái text này đi ha. Chúng ta có thể ghi ở đây một cái là dữ liệu sẽ hiển thị ở đây. Cho dễ nhìn ha. Rồi, sau khi mà chúng ta tạo được cái các cái layout xong thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lập trình. Thì ở đây cũng giống như là cái bài trước thì mình cũng muốn truyền cả dữ liệu object nữa. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái class. Class nó có thể là mình sẽ đặt tên là sản phẩm hay món ăn chẳng hạn. Sản phẩm đi. Sản phẩm.class. Một class sản phẩm thì chúng ta sẽ khai báo này. Thì để đảm bảo cái tính đóng gói thì các bạn chú ý là mình đối với các class các bạn phải để private hết nhé. Mã sản phẩm nè. Rồi private string tên sản phẩm đắp một cái đơn giá qua kiểu double và chúng ta tiếp tục generate nó ra bằng command n hoặc là alt insert constructor ba tham số luôn hoặc là một constructor không tham số. Đấy. Rồi chúng ta sẽ insert và generate các character sector vào ha. Rồi. Rồi get rồi nó set ha. Đấy. À, chúng ta cần thì chúng ta viết thêm một cái toString mặc định. Cái này là override lại ha. Để khi mà chúng ta in ra trực tiếp cái tên đó, thì nó sẽ gọi chạy đến đây. Return thì muốn return gì thì mình sẽ gõ return cái đó. Ví dụ như là như vậy chúng ta đã tạo được một cái class sản phẩm. Tuy nhiên các bạn lưu ý là chúng ta phải implement cái serializable, tránh trường hợp là bất đồng bộ. Đấy. Chúng ta tạo được class xong ha. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua main activity để chúng ta thực hiện cái việc gửi dữ liệu ha. Mình sẽ thực hiện cái thao tác gửi, tức là cái sự kiện gửi á thì mình làm trong cái button này. Thì mình sẽ là một cái sự kiện on click gửi dữ
liệu. Dạ ha. Thì các bạn nhấn là enter này. Nhẹ. Nó kêu là tạo ở trong main activity. Thì bắt đầu vào main activity chúng ta mới tạo này ha. À, chúng ta gửi như thế nào? À, chúng ta vẫn phải thông qua intent để chúng ta mở một cái activity khác. Thì khởi tạo thì cũng phải new. Trong trường hợp nhiều lúc mà chúng ta không new thì nó sẽ báo là null object. Nhớ là main activity khối số thứ nhất là cái mà cái activity mà mình đang đứng, và cái thứ hai đó chính là chấm class. Tại sau khi chúng ta tạo intent xong rồi thì chúng ta tạo cái bundle. Bây giờ mình đang làm bundle mà, xem là bundle nè. Yeah. Đấy, thì các bạn sẽ đặt tên cho nó, các bạn tùy các bạn, bạn đặt ra cũng được, tên gì cũng được, tuy nhiên là ở đây nó gợi ý luôn là bundle luôn. Đấy. New cái bundle. Thì bây giờ đẩy dữ liệu vào trong bundle, đóng gói nó lại mà. Chúng ta hồi nãy chúng ta gửi từng cái một, bây giờ chúng ta đóng thành một gói hàng rồi chúng ta gửi qua. Cũng tương tự như là intent thôi, cũng phải đẩy vào. Thì chúng ta đẩy dữ liệu nào, chúng ta phải để ý ha, put in đẩy dữ liệu vào. Cũng có hai đối số nè. Key và value, key tức là cái tên đó. À, y đi, kiểu y đi ha. Rồi, bao nhiêu đó ha. 1 2 3 4 2 3 đi. Và tương tự như vậy các bạn nhấn cho mình là Ctrl D, Command D. Này, chúng ta put in rồi put double. D này. 23.0. À 2.5 đi. Rồi, put tiếp tục là chúng ta có thể là put cha chẳng hạn. Mình chỉ làm mẫu thôi, còn những bài kia y chang ha, những cái kiểu dữ liệu khác cũng y chang. À, chúng ta put, bây giờ chúng ta sẽ gửi một cái dữ liệu là object. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là một cái sản phẩm. Sản phẩm này SP bằng new. New sản phẩm thì chúng ta sẽ điền vào đây luôn, khởi tạo luôn mà ha. Và cái constructor thì tất cả các tham số này. À, ví dụ như là rồng xanh vượt biển. Yeah. Thực ra là món rau muống ha. Rồi. Giá là 200k. 200.200.5. Tạo được cái sản phẩm rồi, bây giờ chúng ta put nó vào bundle put. Thì chú ý nó cũng giống như intent, put serializable. Key thì chúng ta có SP chẳng hạn. Hoặc các bạn để cái gì cũng được. Rồi sang bên này là chúng ta lại. Đây chính là cái object. Object mà các bạn vừa tạo phía trên này, đó chính là SP. Chú ý nha, copy nhưng mà phải sửa nhá. Quên sửa là nó sẽ sai. Rất là nhiều bạn cứ hay hỏi mình tại sao sai. Thì quay lại chỗ này các bạn, ví dụ như là put in mà in từ trên xuống dưới, quên sửa ha. Các bạn lưu ý. Copy cũng được đấy, cũng tốt, cũng nhanh đấy. Tuy nhiên là phải chú ý, cẩn thận, sửa lại ha. Chúng ta phải gọi một cái nó vào cái intent để đẩy nó qua mà. Thì chúng ta sẽ lấy cái intent. Intent này chấm put extra. Nó giống như một đối tượng vậy đó. À, rồi, ở đây là đẩy cái bundle vào. Đó. Nó là key value. À, các bạn chú ý cho mình cái đó. Rồi, muốn nó mở được thì chúng ta phải start. Đẩy nó qua được bên kia rồi thì mình phải qua bên kia mình nhận lấy đúng không? Mình sẽ tiếp tục làm như lúc như cái bài trước. Các bạn sẽ phải khai báo một cái text view ở đây. Control, đây, cái tên gì cũng được, miễn sao các bạn dễ hiểu như vậy. Alt Enter, xuống dòng Enter để cho nó tạo ra cho mình một cái hàm ha. Và chúng ta sẽ ánh xạ nó qua. T
Test đây hiển thị bằng file view by ID nè. À, tại hồi nãy chúng ta không đặt tên bên kia cho nên là nó mặc định đặt tên là text view. Cái activity trước á, nó gửi cho mình cả một cái intent. À, chúng ta cũng phải lắng nghe thông qua intent này. Và chúng ta sẽ, trong đó nó có cái bundle, chúng ta sẽ lấy ra bundle này. Sẽ bằng intent.getBundle y chang ha. Đối với các cái dữ liệu mà nguyên thủy á, thì chúng ta chỉ cần get vậy là nó ra rồi. À, tuy nhiên là đối với cái dữ liệu dạng object thì các bạn phải khai báo một cái dữ liệu tương tự để hứng. Tức là mình phải khai báo một vùng nhớ tương tự để. À, ở đây nó báo lỗi là tại vì mình chưa ép kiểu, nhấn Alt Enter Cast. Vậy thì chúng ta sẽ cho nó hiển thị ra, chúng ta lấy cái txt hiển thị này chấm set text. À, chúng ta đẩy tiếp này, kiểu in 2 chấm này. À, kiểu in mà, cho nên là bundle này chấm get in. Key của nó là hồi nãy mình gõ là y đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục công nghệ copy ha. Cộng fb rồi mình chạy thử nhé. Cái lỗi này á là do chúng ta nãy có cái chữ linear đó, chúng ta nó không tự động sinh ra, cho nên các bạn nhấn vào đây sửa lại ha. À, giả sử như chúng ta quên mấy cái tag này đó thì chúng ta sẽ chuyển vào những cái tag khác, chúng ta xem cách nên bố trí như thế nào. Chạy lại nè. Tất nhiên là trong các chương trình thì mình phải có lỗi và mình phải biết cách sửa lỗi, chứ không ai viết từ đầu đến cuối mà nó hoàn hảo được. Cho nên là khi mà chúng ta làm những dự án lớn ấy, thì chúng ta cần phải biết sửa lỗi. Rồi gửi này. À, thì chúng ta thiếu cái dấu sạch n cho nó xuống dòng thôi, thì các bạn có thể viết lại cái chỗ sạch n ở trong activity 2 ha. Các bạn thêm cái dấu cộng sạch n nữa, copy thêm vào. Rồi, chạy lại nè, mình chạy lại mình sẽ thấy ngay. Đây, bùm ha. Rồi, rất là dễ các bạn nhé. À, như vậy thì mình vừa trình bày cho các bạn một cách gửi dữ liệu bằng cách đóng gói vào trong bundle. À, và cách nhận nó như thế nào. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.